Wow, có cá rồi. Cái gì đây? Anh ba, đưa anh ba có cá rồi. Yeah. Này cuối cùng cũng có một con, thả có một con, mấy chị em chia cho anh cũng được. Mấy em được nhiều á. Đúng rồi, mấy chị em chia nhau cũng được. Đấy, em nói em cảm giác cá nó vẫy vẫy mà. Ừ. Được không? Dạ, không, em không biết cười. Chị ba ơi kìa. Chị ba ơi, trời, có nhà đâu nữa. Đây. Ôi. Wow. Cá này cá gì anh hai anh Nguyễn? Cá đối. À, cá đối. Ôi giời, cá này ngon lắm mà ông bà Phật chủ ơi. Ừ, quá trời vui. Rồi, một con rồi nha. Hello, xin chào ông bà chú anh chị em dùng nước xin lên kênh của chị bé hạt tiêu nha. Hello bà chú, đây là kênh của bé hạt tiêu nha. Rồi bây giờ thì cả đội của em là 3 người, 3 thành viên nha. Đội bên kia 4 thành viên luôn, ghê cho bên kia là bé hạt tiêu. Bây giờ thì sẽ chia ra, anh chị sẽ đi câu mấy cái vuông nhà anh hai cả anh Vĩnh. Bên kia là bên của tiêu trường, bên này là của mình. Bây giờ mình đi giăng cá ở đây. Rồi let's go, bye bye nha. Chúc may mắn nha. Bye bye. Bên kia đang giữ bè. Ok. Có thêm hai con kia nữa kìa. Ừ. Trời ơi, bè nó đâu rồi, rồi. Hồi đông quá à. Anh Nguyễn ơi. Gọi đồ ơi. Gọi đồ ơi. Gọi đồ ơi. Gọi đồ ơi. Anh lấy đồ. Qua đây đón tụi em với. Ê, cà đi có gì xuống nước lỡ hư mít cha. Em đang lưới. Anh hai ơi. Chị em cái đồ dâng lưới. Bây giờ mình đi dọn lên đi. Anh hai nó thương mịt quá. Gặp mấy người là mịt ghê. Tôi không biết xả lưới không nha. Đi, hôm nay là mình thử. Dạ. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh em nói thuộc. Rằng hát này nha. Chẳng cầu. Hát đi. Đi. Em đâu qua bên này nè, giờ sao? Ở đó. Em mình đi qua đó đó. Anh hai coi đây à. Đi gọi đò. Anh hai ơi. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi video của mấy chị em đội này. Mình đi bên đó đi ha. Ủa, đội của mình đội là đặt ra bị đội là đội gì đây? Đội là lầy lội. Bé tí nhỏ, nhỏ bé tí. Ừ. Đội nhỏ bé tí nha. Đội nhỏ bé tí sẽ đi giăng lưới bắt cá xem thu hoạch sẽ như thế nào nha ông bà cô chú. Ủa nó đâu rồi? Kìa. Đây này đi này này chị ba. Có đường xuống đâu. Bây giờ là mấy chị em sẽ chia ra làm hai đội cho có nhiều trải nghiệm và nhiều thú vị nha ông bà cô chú. Để xem mình nào bắt được nhiều cá nha. Nếu mà tối nay mà mình bắt được cá, Huy là chị Huy làm món gì đây? Nướng. Nướng hả? Ừ. Nướng gà vô để nó rớt đi nước. Chứ Huy xuống nước thân lấy hả? Ừ. Chưa có câu dính cá. Kẹp cá lên là được rồi, tại vì nước cũng cạn. Nếu mà em mà được là em làm cá nấu canh trái giác đó. Ừ. Thôi bỏ dép ở nhà, bỏ dép ở trên nha mọi người chú ơi. Ừ, bỏ dép đi Huy ơi. Bây giờ này chị ba cầm tay lưới cao lên cho em. Cầm cái trên này nè. Em xuống trước là em đỡ mấy chị nha. Ok Huy. Nhà mình có những thằng đàn ông quá trời xuất sắc. Rồi, lấy cái này xuống trước đi anh ơi. Anh ba ơi. Rồi được rồi, chị xuống được. Ừ. Đó. Chị hai á. Lấy cái quay xuống trước nè. Ủa, cái này cầm hả? Đây, thằng nhóm này có một thằng đàn ông rất là khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Đó, giờ đây. Hai cái em đòi đó đây, chị hai ngồi đây, chị hai quay đây. Ôi, chị hai ơi. Trời, cái cây đâu ra đây? Huy đi xuống, chị ở dưới, ở trên cầm đúng không? Huy. Hả? Huy xuống, chị ở trên cầm hả? Cầm gì? Mọi người phải cầm chứ. Không, một mình em được rồi. À. Chị cứ đứng nắm cạnh đi. Ồ, đá ta. Một mình em cầm bên kia luôn. Ừ. Đá ta. Mình phải đuổi cá nữa đó nha Huy. Ồ, anh hai có cái kiểu thì xuất hay ghê. Đây. Để coi cắt. Ôi, dính sò. Đâu? Con của anh hai. Nè, chơi gì là nhóm này được nè, con. Này là trên gian đó nha. Cái này đâu biết đâu, anh hai đưa lên. Thôi bây giờ bỏ túi vô. Bên kia chỉ từ bên đây có anh hai. Đúng rồi. Rồi em xuống lên gian được anh hai. Chưa, đây chưa có rồi đó. Anh Vĩnh bơi bên kia rồi. Kia cá nhiều. Cái nào
chỗ nào chỉ đi thì em tự bơi thì em tự dăng. Ồ, đây con nữa. Ồ, dạ. Đã có anh hai ơi. Ủa sao bự dữ vậy? Anh hai sao mình biết mình mò được anh hai? Mò đụng nó nhắm vậy đó. Đâu tìm xuống đi. Cái này là tìm một con đó là mới người một con đó. Đúng rồi đó, bé đi bê. Tìm xuống với này là có sò ăn đâu mà chú nha. Ai ghê chưa? Em xuống với nha. Em xuống em mò sò nha. Mấy bạn mặc quần đen nhỉ? Là em phúc mò thật nữa đó. Mò sò mà. Ờ, qua anh kia sò nhiều. Thôi em mặc lại đi, tí bê, quần đó. Rồi chưa, lên đi. Em mặc, em lội đại đi. Thôi nó dơ mà nó ngấm nước á. À, ngấm nước hả? Ừ, dạ. Quá trời luôn rồi nha, anh hai ơi. Quá trời luôn rồi, nãy anh dính mấy con sò đây nữa nè. Thôi, dạy. Ở đây. Bớt chơi trò biến thái cho người đó. Ba con này chị hai, nó mỗi người con. Quy thì con nhỏ, hai chị lớn thì có mấy người con to. Dạ, Quy con này mới to. Bốn con chị hai ơi. Dù mình không có cá, mình cũng có sò. Chị hai ơi, con này to. Nó mình là mà sò. Cái gì nè? Cái đó. Con hình như con mới ra rồi đây. Hả? Ui, đá quá. Đó, mít tin em đưa cho chị ba. Đấy, nhóm mình đúng. Đi qua anh kia đi cả. Ok. Nhóm mình đi với hai. Nhóm mình có hai anh đứa hả? Nhóm mình mà có hai anh là quá đẳng cấp rồi. Mình lựa chọn là quá xuất sắc rồi anh chị hai ơi. Anh hai tí nữa anh Vịnh dân lưới giùm em luôn nha. Anh hai nói thôi tí nữa về anh nấu cho anh luôn đi. Không được đâu, cái này mình phải tự thử thách. Đúng rồi, mình phải chơi công bằng với mấy anh chị đúng không? Đúng rồi, nhưng mà công bằng nhưng mà mình vẫn được bốn con này nha. Đàn ông là huy lội huy văn nè. Đúng rồi. Con nhỏ thì bơi võ nè. Ừ, đúng rồi đó. Rồi bé tiêu bơi. Có bé tiêu bơi sình nè. Đợi bên kia là giải Hia qua làm cái meramen. Bên này là anh Hia là anh chèo xuồng đó. Anh Hia nữa đó. Chặn đầu á, dính rồi, quay xuống đuổi là dính cá. Đang chặn đầu gà Hia nghe chưa? Hai tay lắm mà. Ủa? Em đem xuống con tay hả? Trời hả? Chặn bớ chung đó luôn đó. Không, còn một bọc ở trên á. Lên lấy tay nữa một tay. Lên lấy một tay nó đi vậy. Hai tay mới kịp đội kia chứ. Đội kia chắc là câu được nhựa đó. Chưa đâu. Đội kia có hai cái cần câu hả trai? Ừ. Hai cần câu chắc không bằng. Hai cần câu mình có hai tay lưới. Bên mình chắc hơn này đó. Bên mình lưới dính luôn là nhiều cá nha. Bây giờ một tay dính hơn chục con là hơn bên kia rồi đó. Ừ. Đúng rồi. Chuyện không có câu gì đâu. Bên kia không câu hả? Ngay trước 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 nhà luôn anh hai ơi. Nói ở nhà bên kia tí không có cá hay đừng có qua bên này nha. Lạnh lấy em chai nước uống luôn thôi. Đi nè Hi An, thích nước nè. Có rồi, có rồi. Đâu? Đây đây đây. Đây đây. Chút nước này kìa. Dạ, tắt tắt đi hai. Dạ. Ê, nước cái mít đi. Đâu, bên em đi đây đi. Ơ, anh dính mấy cá rồi. Nghe, bên này mấy con rồi. Dữ hả? Hả mọi người? Chị lắp sát cá lắm á. Ừ, chị lắp đầu câu là được à. Ừ. Bên mình có. Ông ngồi coi chú chết xem video này phải chạy qua bên kia coi rồi chạy qua bên này coi ha. Nè chị hai không sao đâu, bên mình có quả này được rồi. Quả này hả? Dạ. Con này. À con này. Quả sò. Quả này. Quả này chứ. Quả sò. Đây này đúng không nè, có nhiều quả đúng không? Rồi anh hai sọn tay lưới ra trước đi nha. Chắc xích lên trên nè. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng dạ, anh đi văn câu. Anh đi văn câu. Anh hai bắt đầu đi xuống rồi đó chị hai. Anh có cây sò anh chống ào ào chống ào ào. Anh hai mổ sò hả? Em bơi cho. Đưa em quay cho chị hai quay. Hả? Cái cành cây cho quay văn nhân đi gì? Chị ba hai bơi biết đi quay. Ba chị em mình xong kiếm hộp mít. Bên kia là thấy cá đó nha. Ừ, bên kia la to rồi chắc có cá to rồi. Rồi, đây đi, dân từ đây đi. Từ từ Huy ơi. Ồ, dân cá to quá. Đâu? Cá này to 50 mấy ký à. Quay qua cho Huy. Cá còn đây. Em ơi, anh đêm nay đi đâu? Anh dân câu ở đâu? Câu nhà em chứ. Ghê vậy? Dân trụ mà. Hổ nhiều quá. Vô đây là hơi mát mát á. Mát hả chị hả?
Phong cảnh đẹp quá, nhìn Huy ngồi kìa. Xuất sắc Huy ơi. Đang ở đâu Huy ơi? Xích chảnh xíu nữa đi. Xíu nữa Huy ơi. Em nói rằng em đi chắc con phải đuổi nó. Chẳng lẽ nào đây là sự thật? Chẳng lẽ nào đây là sự thật không có con nào? Đi về xin đây ơi. Kia thì nhục nhã lắm hả? Ờ, lát mình dở tay lưới lên hả, không có con nào. Chẳng lẽ nào đó là sự thật? Chưa đâu, từ từ Huy ơi, đừng gấp. Tiếng bên mình chừng nhưng mà chắc nha, đừng có mà nhanh tí không có con nào. Đừng có nghe hô hào mà em lo lắng nha Huy. Bên kia người ta đánh tâm lý mình đó. Ta nói dính rồi đó chứ. Ta đánh tâm lý mình chắc luôn. Bên kia đối thủ mạnh nhất là chị Lốc. Sát cá dữ lắm. Bên kia bộ ba bển à? Dạ. Bộ ba với thêm vợ của Huy nữa là bộ 4. Huy làm sao? Ừ, Huy làm sao mà đội của mình là thua đội vợ Huy á? Cố lên mới được. Cố lên thôi. Cố lên. Mình mới được. Không thì mà mình nghe được nữa. Mình lấy hơn vợ mình mới được. Ê, đừng có hơn nha, hơn tối ngủ ở ngoài nha. Thôi vì em út mà hơn đi. Anh quê cảnh sông nước đẹp không ông bà cô chú? Bất kỳ luôn. Sông nước hữu tình, rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn Cà Mau. Đất rừng phương Nam nè. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng. Cái gì đây? Cái gì lên đây đây? Đâu? Sình á. Thường là cá nó lên. Tưởng có cá mập hả Tiêu? Dạ. Không có cá sấu. Cậu lấy đi từ từ nha, để anh quay cái mũi lại nha. Sao Huy quay cái mũi lại? Quay cái mũi. Ai đi à? Một cái nước Huy ơi. Rồi bây giờ là Văn thả lưới nha. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu hành trình rồi đó nha. Thấy anh hai đang bơi bên kia kìa. Bơi kia về xuống hả? Xuống luôn đi, lội xuống luôn. Ừ, em lội xuống luôn. Em coi có đỡ không nha, coi có sâu không. Coi có cây gì không nha Huy. Đấy. Rồi, quay Huy kìa. Đây, em đang quay Huy đây. Huy là giỏi lắm, sông nước này Huy giỏi lắm. Buộc chặt vô đâu đó. Huy biết bơi mà. Được chưa Huy ơi? Buộc dính đầu lưới vô nha. Buộc là phải dính rồi. Anh ba chặt cú văng lưới nha ông bà cô chú anh chị. Chị Nguyên cứ kẹp nha anh ba chặt cú. Cú kẹp là tới không chịu luôn á. Căng ngang. Căng xéo xéo lên đây nè Huy. Xéo lên đây. Nón em đâu Huy, nãy em không có nón hả Huy? Đợi nón chị Hai không? Chị Hai có áo rồi, em đợi nón đi. Mà chỗ đó nó cũng mát ha. Dạ. Thấy giỏi chưa ông bà cô chú? Thấy Huy giỏi chưa phân lưới kìa. Phân đúng không kìa? Đúng rồi đó. Đó, quá giỏi. Đây. Mắng vô cái cây nào trong đó rồi căng ngược lại bên đây quận nữa nha. Ok. Căng xéo xéo phải không nè? Dùng dùng xuống Huy ơi, đừng thẳng quá Huy. Trải nghiệm sinh tồn ở trong rừng ngập mặn nha ông bà cô chú. Ông bà cô chú thấy video này có thú vị thì để chữ thú vị cho mấy chị em nha. Cho bé Hạt Tiêu một chia sẻ để nhanh chóng đạt nút bạc luôn nha ông bà cô chú anh chị ơi. Bây giờ bé Hạt Tiêu nay đứng chân họ không có đăng ký gì hết trơn ông bà cô chú anh chị. Yêu thương mến mến thì chia sẻ cho bé Hạt Tiêu được nhiều đăng ký nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Có không? Dùng lưới ra xíu Huy, đừng có căng thẳng quá. Thả ra ba bốn mắt cho dùng lưới lại.
nữa. Rồi máng chặt chặt vô kéo qua để nó vuột. Thấy được chưa? Đó. Nhỏ xíu mà giỏi lắm á nha ông bà cô chú anh chị ơi. Bơi mấy cái bắt cá này là Huy là chắc chắn, Huy là giỏi lắm. Cùng đúng rồi. Dặn xéo ngang bên đây nè. Bắt được câu cách chiều. Xéo qua. Đúng rồi, xéo qua tới hết lưới luôn. Mấy ngày đầu tiên này á là Huy Tí Hon rất là ngoan luôn ha Tiêu ha. Dạ. Rất là ngoan. Mấy ngày đầu tiên gặp nhau là ngoan lắm. Xuyên nữa. Xuyên ra video. Bây giờ đang ngoan đó anh, mấy ngày đầu tiên đó. Hai ngày nữa thì xem. À, bên kia vượt đầu lưới bên kia rồi kìa. Chắc phải có một người xuống nhịn đầu lưới không nha. Không, có máng cái cây á, không hả? Mình Huy cân hết hả? Mình Huy cân hết rồi. Rồi. Sau khi Huy Tí Hon văng một tay thì bây giờ tới bé Hạt Tiêu sẽ văng thêm một tay nữa. Ừ. Được không? Ôi, anh hay. Sâu. Sâu không kia? Ừ. Cái này hả? Đi xuống luôn hả? Em không biết bơi, em đừng xuống, chị sợ em. Chị sợ sâu. Ok, vậy em. Ừ. Không biết bơi ở trên bờ. Đúng rồi, mình ngồi trên thuyền mình cũng có thể văng lưới được. Hả? Đó. Có sự hỗ trợ của anh Năm hướng dẫn bé Tiêu sẽ văng lưới nha ông bà cô chú. Giờ là hai chị em xung kiếm hột mít. Hột mít. Bé Tiêu văng một tay, Huy Tí Hon văng một tay. Cô chú nhỏ thì cầm máy quay. Đó. Anh Năm thì hỗ trợ bơi vỏ. Quá trời ơi, cái tay cũng văng được nha. Ừ đó. Tiêu ơi, giống cô bé miền Tây lắm luôn. Đẹp lắm luôn đấy. Đúng rồi, cái video này là phải đầu tư dữ lắm không bà cô chú. Đầu tư cái quần của chị hai. Đầu tư cái quần của chị. Nói là Tiêu sao không mặc quần đen nha. Tại vì hết quần đó không bà cô chú. Ừ, hết quần rồi. Hết quần đó không bà cô chú, có quần này thôi à. Nên là không sao đâu, mấy cái đồ này cô chủ nhỏ mai là để đi quay video á bà cô chú. Nên là để mặc quay video thôi. Từ từ nha anh Năm. Cẩn thận nha. Dạ. Lấy cái này luôn hả anh Năm? Rồi. Dạ. Buông luôn hả? Cái tay này nó ngắn hả Hia? À. Buông lại luôn hả? Rồi. Rồi xong rồi đó Tiêu. Cứ hù vậy là cái thằng đấy đó hả? Ừ. Rồi lát nữa mình sẽ đuổi phải không nha? Có loại đuổi không? Dính hả? Dính rồi. Không. Không có lẽ nào nhanh vậy sao? Chẳng lẽ nào đây là sự thật. Đâu, từ từ nha, để em đi máy đấy. Em vào đây. Đâu. Tiêu qua đó Tiêu. Ủa nhanh vậy hả? Chẳng lẽ nào đây là sự thật sao? Thu đấy hả anh? Quá là chẳng lẽ nào đây là sự thật sao? Xảy rồi. Xảy à? Em thấy đầu đó hồi nãy nó có vừa cá này. À. Ui con đĩa đen đen đưa chân em. Đâu? Em đâu có sợ đĩa đâu chị hai. Vậy hả? Dạ. Ê em gắn cái mít cho mình nó sẽ dưới tim, có khi nào nó gớt không? Đây. Không gắt đâu. Rồi đuổi đi, lấy giò đuổi nước cho cá nó đi. Nước còn đi xuống bụi không? Sâu á. Sâu không nha? Thôi Tiêu ơi. Mày nằm trên bờ đấy nha. Nằm trên bờ. Nằm trên bờ. Bên Huy lấy cho ta. Biết sao không? Lát tại hồi nãy em không có đem đồ vô á, lỡ lát ướt rồi em mình nấu nữa nên nó lạnh. À nha, Huy thì có thể mặc đồ của ông Bin được. Ừ. Ừ. Rồi, xuống đây. Xuống đây hả? Chẳng không, em sợ bé Ti không có đồ ở đây. Thôi là ngồi đi ha. Chạy lát có hai chạy ngoài lấy. Ừ. Em để mấy chân nha. Ừ. Không em cặp
em cầm cái mít lên cái nón đây nè, đúng rồi đúng không? Cái đây nè, cái đây nè. Chắc quá. Chắc nha. Chắc nha Tiêu. Ê gớt á Tiêu ơi. Không em cầm vô cái dây đi. Ừ. Rất là mấy chị em mình không có gạo. Có cây gì không anh? Có cây gì không? Đó. Thầy đuổi đi. Đuổi này hả chị? Ờ. Đúng rồi. Người đó. Khổ không đi anh? Hả? Giỏi đó Tiêu ơi. Ngoài đó sâu quá nha Tiêu ơi. Dạ. Ngoài đó sâu quá. Có sâu đâu? Sâu. Như dạ. Dĩnh nó sâu quá. Có sâu đâu? Đi đi. Đi đi. Thầy ơi. À, ngoài này sâu thiệt nha. Ừ. Mò mò thôi. Sâu lắm. Em đi coi nha. Ừ. Mình đi coi trước nó động không? Giống như có cá vậy ta. Mình mới cùm giống như nó vẫy vậy chị. Vậy hả? Rồi, dỡ lên xăm đi. Dỡ thôi, đừng có dịch lên, đừng có dịch. Dỡ từ từ qua, dịch đi qua. Chưa có con nào hả Tiêu? Dạ, chưa. Như Vĩnh đâu? Ôi, có một con anh ơi. Có, kìa, có. Anh ơi, Vĩnh đây. Có cá rồi Huy ơi. Yeah, có cá Huy ơi. Anh ba, kêu anh ba, có cá rồi. Yeah. Lại cuối cùng cũng có một con, thả có một con, mấy chị em chia cho anh cũng được. Mấy em được nhiều á. Đúng rồi, mấy chị em chia nhau cũng được. Ê, em nói em cảm giác cá nó vẫy vẫy mà. Ừ. Được dạ, không, em không biết cười. Sợ. Chị ba ơi kìa. Chị ba ơi, trời, có nhà đâu Huy á. Đây. Ôi. Wow. Cá này cá gì anh Nguyễn? Cá đối. À, cá đối. Ôi giời, cá này ngon lắm á. Ông bà Phật Chúa ơi. Ừ, quá tuyệt vời. Rồi. Một con rồi nha. Ơi. Cá nó có mù mắt à? Cá nó mù mắt rồi. Không phải đâu, con cá này nó thấy chị Tiêu đẹp quá nó lại đó. Bên Huy không có đúng không? Có mấy con. Cá sầu huyết. Thôi ốc lên có em nhỏ lắm. Ốc lên Huy nhỏ lắm Huy ơi. Mình đi ăn chỗ khác hay những hay là mình ở đây luôn? Đây đi. Ở đây có cá để em đợi chị Hai nè. Bây giờ đuổi. Bơi. Đây là không thể nào mà không có đồ ăn được ha Tư ha. Dạ, tụi mình hy sinh cái này rồi mà. Hy sinh cái này không có đồ ăn nữa à. Hy sinh vậy rồi mà. Không có nó là nhịn đói vừa đúng không? Rồi Tiêu gặp bà cô chú ơi, đẩy vỏ luôn. Đẩy chị Hai. Đẩy cameraman nè. Huy nó bơi qua đây rồi kìa chị Hai. Đó. Chị Hai. Hả? Tiếng mình áo Huy buộc lại. Tại nó mặt trắng. Đúng rồi. Yeah. Lắng lại áo khoác chị nè. Chị Hai muốn đi đâu? Đi lại đằng kia kìa, lại Huy kìa. Đi Huy đúng không? Ừ. À, mấy anh chị đang câu bên Dung đó, mình qua đó có câu không? Động người ta câu không? À vậy hả? Không được rồi, chơi văn lén. Có không? Cái đầu đó không có hả Huy? Có cái này. Chị Tiêu được một con uống lắm. Chị Tiêu được một con uống lắm. Đâu rồi? Cái này. Trên đây nè. Nè. Dây chiên không? Đó là cá lét. Cá đối. Rồi. Ừ, cá đối. Đi từ từ. Sao vậy? Có không? Có sợ? Sợ. Đâu? Đâu? Ừ, sợ. Hồi nãy bắt được con sò to mà tao mà chết rồi. Dạ. Cuốn hả? Cuốn nhăn chỗ khác. Sao không Tiêu? Không. Tới đây nè. À. Gắn đu xuồng nha. Không ai không đu cũng được mà. Ê, Hay Vĩnh đứng lên này. Ngang đó hả?
là cũng sâu á. Đâu rồi, của mình đâu nhỉ? Kìa. Con cá này, đối với con cá này có trứng không? Có. Cái bụng trình hình nè. Video này quay dài dài cho ông bà cô chú xem đã nha Theo ha. Dạ. Trời. Coi coi có dính nó không? Chắc không quá. Nè. Không sao đâu, không thấy. Ở dưới nước thì không thấy. Lên, em lên này chị ha. Lên đây, lên uống nước đi. Để em thay ngâm nước quá vì cũng bị bệnh á, đang bệnh chưa hết. Mất em lại. Thì chắc cái tay này hết cá rồi ha, hay ha. Biết sao không nghe, con cá này nó có bầu đi không nổi. Tí nó khô chị ha. Tí nó khô á. Cá tiền. Em bắt dính ngang con cá có trứng á tiền. Đúng rồi. Thế mình có thả không chị hai? Nó ú lắm. Nó không có đẻ. Không không, có một con một thôi hả? Có con một đó chị hai. Một con thôi. Mấy anh em, mấy chị em chia nhau ra ha. Cá chết. Tí nó khô. Nó tà vàng như nó nữa. Đây bây giờ chị hai sẽ bơi, nhưng mà cô chú nãy giờ là chị hai làm caramel cho hạt tiêu. Bây giờ là thì... bơi rõ. Bây giờ chị hai bơi nha, xong rồi anh Vĩnh thì sẽ móc lại nha cả nhà. Móc lại xong mình sẽ làm một bơi qua luôn ha he. Sẽ giăng lưới một lần nữa để xem có được không nha. Nãy giờ là được một con rồi nha mà cô chú. Thu hoạch được một con. Bên chị lắm việc nhiều quá chị hai ơi. Bên đấy là người ta câu là dính rồi dịch đây nè. Bên mình là còn phải đi giăng. Mình hơi cực khe, mình lỡ dưới nước. Đó. Xuống đó luôn hả? Mình giờ mình đi xuống Huy ha. Dạ đi xuống Huy đi. Coi Huy, ông Huy ông làm ăn sao rồi. Coi ông Huy ông tới đâu rồi. Hay là ổng vô nhà của cô nào luôn rồi đó ông biết chưa? Thấy vắng vắng nãy giờ không nghe tiếng ạ. Món cái gì nhỉ? Cá nấu canh quầy gì đó chị hai. Cá nấu canh trái giác. Mong là sẽ được thêm 3-4 con nữa nha bà con chú. Mình sẽ nấu canh cá. Huy thì nó chiên đó chị hai. Huy nó nhớ rồi chưa thấy nó được con nào. Có không đại ca? Có không đại ca Huy ơi? Ủa hả? Anh hai mổ cả. Đây Huy nè bà con chú. Đó anh hai với mà cái nào vậy con Huy? Huy mà cái nào vậy? Nắng như này mình xuống là mình ngâm nước nó mát lắm. Hồi nãy chính không xuống đâu, nhưng mà máu quá em muốn nhảy xuống nãy nó mát đúng không? Dạ. Đây Huy. Ở đây cạn nè Tiêu. Dạ. Nhưng mà đồ em sắp khô rồi. Thì Vĩnh thì đang đuổi đầu kia lại cho cá nó chạy lại. Bên đây có hai anh hỗ trợ, bên kia có chị nha. Mình hay cực nha. Bên đây là cực lắm, sắp xuống được một con chú ở bên kia thì ở trên bờ thôi. Bên kia là ngồi thư giãn lắm. Thư giãn. Bên mình là hơi cực khổ. Ông bà cô chú thấy cô chủ nhỏ giống ninja không? Có. Ninja. Ninja hùng. Ninja mà hùng. Cái đó màu hùng đó là được đó trai. Thời tiết đang rất là nóng nha ông bà cô chú. Dự kiến là video này sẽ rất là dài nha. Coi cho đã mắt nha bà cô chú. Coi cho đã luôn bà cô chú ơi. Hiếm lắm mới có cảnh quay dài như vậy. Mà sinh động nữa. Chẳng thế nào đây là sự thật. Ủa. Khi cho mình bơi sao là không đuổi cá đó. Mong là sẽ có nha ông bà cô chú ơi.
cái này mà có nào có không vậy? Không. Nó già, nó nước lớn quá hả? Nước đầy quá. Ừ. Chị Hai ơi, em nghe tin là bé Trai dính một con đó. Chị Hai ơi, mình tin thử mình bơi nhanh lại đó để mình móc có. Trai ơi. Ui, nghe nói dính là mừng đó, không bỏ thôi. Đấy, chị Hai sẽ chờ bác Tiêu lên nhà đây, bác Tiêu đang bắt xe Grab lên. Chị là ráp ráp cho đồ. Ráp đồ. Ờ, ráp đồ nha. Nghe nói một con là thấy mừng mừng đó bà chú. Nói mấy hai đây, đùi với hạt tiêu thì có 5 con này rồi ra. 5 con sò. 5 con sò đùi mấy người con ở đây. Tại vì đùi này có thêm hơn nữa. Đây. Mình ở đây mình xin tồn không sợ đói đó kìa. Dạ. Đây, anh đã bắt được con cá rồi nha, bà chú. Chị mới nhanh lại kinh lực nha. Wow, cá đói, nó đang đói kìa. Trời, bơi không giỏi nữa làm sao đi theo được. Người ta kinh nghiệm, người ta mới cho đi nha. Mình không được việc này thì mình cũng được việc khác. Wow, chứ bông chú. Wow. Trời ơi, con cá này nó to kìa. Con là con hồi nãy luôn á. Ôi ôi đã vậy, đúng là xứng đáng, đúng là xứng đáng con chờ đợi của mình nãy giờ. Bơi không mệt, thở thôi không mệt, giữa buổi trưa nắng nóng mà bơi kiểu này là thở. Ôi trời, con có đã chưa ơi. Ông bà cô chú à, nướng nướng ngon hả? À, nướng hả tia hả? Dạ, nướng cá đi, nướng cá nướng sò chùm buổi em chùm chùm mắm mè chùm. Đã chị quên lấy mè vô đây rồi. Chấm muối tiêu chanh, chấm muối tiêu chanh. Ôi con cá trắng phiêu luôn. Đã chưa? Đã con mà con chú ơi, nó có xuống anh Vinh. Chị thấy hai nó con này á. Đó, thành quả đấy. Trời ơi, thành quả. Mừng quá. Mừng quá chị Hai. Mừng quá. Thế đầu này có không? Em thấy nó nhảy nhảy kìa. Đó, 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 chú ơi. Ông bà con chú ơi, đã quá. Đâu rồi anh? Dục hả? Ôi, dục có một con rồi mà con chú ơi. Không có chừng nó đi lại đầu này nè. Nó bị dính vô sao nó đi được dài. Ủa gì? Đầu kia chưa đúng không nha? Đây bây giờ anh Vinh sẽ cuốn sang bên kia coi là còn con nào không nha mọi người. Không biết Huy với anh Hai có được con nào không nhỉ? Hay là hai anh em một. Nếu mà bên đó được nữa là im theo Tiêu nha. Bên đó mà được hai con nữa là mình đi về luôn á. Ừ. một đầu một con ha, mỗi đầu một con mà con chú, cái này chắc 10 đầu mới được 10 con. Cái này dân mệt nghỉ mới được 10 con. Cảnh rất là đẹp luôn á. Ừ. Nhìn xanh mướt luôn á chị Hai, chắc được rồi ha. Dạ, giờ mình đi với lại Huy thôi. Giờ mình đi lại Huy đi, đưa hai con này về nướng người được rồi mình nhá. Ừ. Còn 5 con sò nữa mà. Ừ, không biết đồ bên kia sao rồi nhở. Ừ, nói gì nói chứ đợi bên kia không có sò ăn rồi đó Tiêu. Rồi mình là sò chắc chắn rồi đó. Ừ. Bây giờ sẽ bơi về chỗ Huy nha bà chú, để coi bên Huy có được không. Nếu mà được chắc Huy nó la. Đúng rồi, la phép phép cái vuông luôn á. Mà chắc là không được đâu bà chú, nên là chưa nghe Huy la. Đây nhưng mà bà chú, đây là lưỡi của Huy hồi nãy này. Ừ. Bây giờ Huy đi mò sò luôn bà chú ơi. Nói bây giờ anh Vĩnh gỡ thử coi có không nha, mà không biết. Mong là có thêm một con nữa nhỉ chị Hai nhỉ? Ừ, có thêm con nữa cũng được. Mong được có một con nữa nữa chú ơi, để cho mấy chị em già cũng ba con. Ủa Huy đâu rồi? Mình có cá cái mình ăn cơm trước đó Tiêu. Dạ. Có cá mình ăn cơm trước luôn. Ô, Huy không được con nào mà chú ơi. Huy không được con nào vậy ta? Đây đi, mình đi quanh kia mình đang trước. Quanh nào? Kinh địa đó. À, quanh kinh địa hả? Rồi bây giờ mình sẽ đi lên bên trên nhưng mà cô chú. Kinh bên đó hả? Rồi. Rồi. Sau khi anh Năm đằng kia thì đây hai chị em cũng đã thu lưới nha ông bà cô chú. Anh Năm đang nhiều. Đừng nhiều ơi! Quá nhiều luôn. Huy ơi! Đủ. Chị lại đằng kia, chị vừa quay vừa bơi.
Em được ông kia hay. Ừ. Em thu sai hay gì nè? Thu sai hả? Nè. Đó, đó, nó có cái gì trắng đó. Cái này hả? Em nắm lên ở. Mình nắm cái gì đó thôi hả? Chị hay. Ừ. Đây là cô gái miền Tây đang đi thả lưới giăng cá, đang gỡ lưới. Đang gỡ lưới nha. Ông bà cô chú. Bên đây là anh ba Trà Cú đang đi bắt sò. Ơi. Em thấy sò nè. Đâu? Dạ, quay nha. Ơi. Nghi lắm ạ. À. Hai anh cũng lội luôn. Bắt là sợ luôn. Đó đem ra đây cho ông bà cô chú xem coi. Bự không? Bự luôn quá, dữ trời. Em làm cái này được chưa? Được rồi đó Tiêu. Mày như này hả? Ừ. Thế à? Đi. Đó. Dúng rồi đó. Tôi tắt nó tối lên. Ừ. Dạ đem. Ủa hết rồi hả Tiêu? Dạ. Ủa tay lưới có tới đó hả? Dạ hết rồi. À đây coi Huy nè. Ô Hào đó, Hào Huy hay gì đây? Sao? Đó đó đó, đây đây được cái gì? À lên đây coi coi. Ôi giời quá Huy ơi. Con sò này giống con sò chết vậy Huy. Ê bậy bạ ha. Chết sao mà chết được. Thì thấy nó đang thui nè. Chết rồi chết, không kìa cầm nó ra. Nghe không? Chết rồi chết, không làm rớt rồi. Đang hoặc cô chú con sò to đùng luôn. Đó. Rồi mấy sò kia đã bỏ đây luôn đi. Kẹp bên đây. Đây này Huy xin. Lấy cả cá luôn. Thấy không? Nhưng mà tí Huy có bỏ cá ở trên đây đi. Ừ. Lấy sò thôi. Cá mình để đây đi. Đó sò đó. Rồi thu hoạch của mấy chị em. Trời ơi sò là. Huy quá ghê không Huy? Đi bắt sò. Đây là nhiều cá lắm mà Huy. Đem đi là cá bóng sao mà. Ừ, mình hai con cá bự lắm. Bỏ vô đây luôn ha. Thôi đừng để cá trên đây đi. Để cá trên đây đi. Sợ nó ươm không? Ừ, nó ươm luôn. Ươm luôn. Em đi mở tiếp đây. Ừ. Mưa gì cũng mò. Em làm cái này được không anh Tư? Hả? Em làm cái này được không hay là nó rửa rồi? Sao mà bắt ai vậy? Chuyện pha ông bắt đi bắt gì chị? Má làm đâu mà? Tư hỏi thứ hai đúng không? Thứ hai nói ừ đúng rồi đó Tư. Tay đằng trước anh lên coi. Nhỏ mà lấy cho tay đằng trước anh coi. Em hỏi chị hai mới được chưa cái này. Đã đứng rồi. Đứng lắm. Dạ hả? Thở thở. Cái này chết rồi. Đâu ra còn một cái nữa hả? Đây nè, đây nè nè. Huy ơi em lấy cái này. Em lấy cái này lên cho chị coi coi. Đang lén có sao không? Thôi chị, chị hai nó đi đây vậy nè. Nó Tiêu ơi. À vậy hả? Lần đầu tiên, lần đầu tiên đi. À, trà giác nó lên hơi dịch tình hai chị em. Cái người thì gõ lên á, cái người á. Cái người kia 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 hai, ờ chị hai kia, ờ được rồi. Vâng đẹp lắm em. Hỏi đúng người rồi. Còn khen đẹp nữa. Đẹp đẹp. Đẹp lắm. Dân vậy ơi. Nhìn cũng giống của người ta ấy. Nhìn cũng giống của người ta ấy. Cái gì đây hai? Ồ, anh hai lấy được bắp cưới bắp trời nè. Đó. Về mình làm gọi bắp cưới. Được luôn á Phi ơi. Bắp luôn rồi. Bỏ cho chung đi. Bắp cưới này mà nấu canh chua cá đói ha. Hay là bắp vợ gà. Không, cái này bắp cưới mình làm gọi. Mình làm gọi viên nữa. Ừ. Trời ơi, sò chết rồi. Ngon.
Anh hai hát luôn rồi đó. Ở dưới miền Tây ta nhậu là hết sảy. Cháu không chưa thấy trời mây không sảy là không gì. Dạ. Dính sọ con bự bự chạy. Rồi nha. Đi bên đây cháu ơi. Rồi nha bà cô chú, anh đây, ba chị em không thể nào bỏ cuộc, mới có hai con à. Nên ở đây ha, sẽ quyết định. Khi có bỏ không Huy? Đi dăn lưới tiếp theo nha bà cô chú. Rồi nha ông bà cô chú, bây giờ đi xuống dưới này nha. Đồi này vất vả quá. Đồi của mình vất vả nè. Vất vả là bé Tiêu với Huy nè ông bà cô chú. Phải lặn lội mới có cá nha. Đâu? Chị cầm bên này đúng không? Đâu, cái đó cột rồi. À vậy à. Bây giờ gỡ chỗ này ra. Gỡ được chưa? Chưa. Đâu? Đây nè. Gỡ xong cái khúc này ra nè. Ở đây nè. Đúng không? Gỡ ra. Dính gì vô nè. Đây nè. Rồi gỡ nó ra đây. Rồi đó. Rồi. Cái tre dính ở đâu đây nữa nè. Đây đây. Dính một bùng đây nè. Tí nữa là phải đi ra, xong là phải ra tắm xong mới vô nó ăn được chị hai ơi. Ừ. Này. Đây nó xa xa cái chỗ này. Ừ. Ở đây á. Hai chị em này biết rất coi đây. Đúng rồi đó. Đó, đi ra. Bị gói vậy. Rồi xong rồi đó. Bị gói vậy, đang xả lưới. Đây này gỡ, chị hai lấy, chị ba lấy ra từ từ đi. Ừ. Đây này, đây là cái. Sao cô yêu qua bên đó rồi hay vậy? Sao chị ba nó xuống cái cổ này? Cái gì? Nè xuống cái đó đi. Một tay ngực tôi, một tay cổ gì trời. Ông không biết bơi nhìn. Em đang đứng luôn á bơi. Rồi đó, đó, gà đâu vậy? Biết sao không? Chị đang dưới cái mic đi. Xuống đi. Rất mít bây giờ đó. Nơi anh hai với anh nữa rồi bên kia nha, với Hạt Tiêu và Huy thì là một đội bên đây. Nghe ai chặt cây gì nhỉ? Chặt cây. Rồi đi lên bên đây đi, thử coi. Huy qua bên kia đó hả? Tới đầu bên kia đó hả? Đâu? Đừng có cầm cái gì. Rồi đi bơi xuống dưới kia rồi cả lên. Để bạc chữ bên kia luôn. Đâu cái nào? Kéo ở dưới kìa. Nè. Kéo nó xuống, kéo cái lưới nó xuống. À. Kéo xuống cho ta. Rồi hết dính vô cái này. Hai làm thấy cưng hơn rồi cô chú. Đi hai nó làm thầm gì bên đây trời. Bên này thì nhất nó cạn lắm chị hai. Ừ. Hết sau bên tay thôi. Bên đây nước sâu nha. Ở đây sâu lắm á. Ừ. Bên đây đi đuổi cá hả Huy? Bên đây đi đuổi cá hay sao? Ờ, đi lên kia lùa đi. Vậy anh Vĩnh đang lùa xuống. Hả? Đi này, đi ra đây này, sao này lùa lên. Ủa, từ lùa lên xuống chứ. Có anh Vĩnh rồi. À. À, đời này chắc là lưu bê hả? Đó là lưu bê hả? Ủa? Có... À có hai cái. Đây có một con cá to chị hai. Không. Đây. Có một con cá to nha. Cái này cá sấu hay cá gì? Cái này cá sấu. Cái người. Lấy cây đuổi là đúng mấy nha. Chắc cũng giống như bên mình á, hai hai Nguyễn nha. Dữ à, vẽ cây luôn kìa. Ừ. À, lấy cầm đầu lưới. Không dính đâu Quy ơi. Giờ anh kiếm mồi khác đi Quy ơi. Trời ơi. Ít cá hơn dưới mình đó. Kiếm ra trên không bao giờ coi à Huy. Thôi về dưới mình văng.
mình đi vô đội người ta không có cá gì. Bên này không có cá. Giật anh giật vật hồi nào. Chị biết ơi, coi coi Hi Vĩnh cuốn cái phao lên đúng không? Dạ. À, kéo cái phao lên xong rồi mình lấy cái chỗ phao á. Ừ. Đâu nãy chị ba gửi kiểu gì? Đấy, đó mới đúng nè, một chú. Hồi nãy ba tiêu không biết đi, ba tiêu gửi ở dưới lên. Mà gửi dưới bắt kìa. Thôi. Thôi. Mẫu giáo tình ơn này. Uy đứng nghe coi. Đứng nghe coi lưng coi. Đứng nghe nó chỉ coi cho mẫu chú coi coi nè. Chịu mẫu giáo nè. Rồi thấy rồi. Đây là thành quả được hai con cá bự bằng tầm tay luôn. Và cá của nó đây con cá bóng của mình nè. À, là vậy là mình tổng được 3 con. Quá một gia đình cá và không phải gia đình cá. Mấy con sò. Đã không chị Bảnh? Đã quá trời. Thấy, thấy ăn đội chị chưa? Đội chị chưa vô tới chị muối cánh quá trời đó chị chạy luôn đó mọi người. Không phải đâu, ăn là ăn cái số lượng cái to thôi, còn mà nhiều hay không nhiều là do đó nữa. Với lại là ăn đồi bên này thì lội nước đi. Rồi, ông bà cô chú anh chị xem video của bé Hạt Tiêu và qua bên kênh của anh chị và chồng bé Bổng xem ai được ông bà cô chú chấm điểm xem đội nào được thành quả tốt nhất nha ông bà cô chú. Còn bây giờ thì chế biến thì mời ông bà cô chú anh chị qua kênh của Huy Tí Hon xem Huy sẽ trổ tài làm món gì với đội của mình được thành quả như thế này nha. Nhưng mà giờ nấu ở đâu? Mình là nấu ở đây về nhà đi. Không, nấu ở đây. Mình sẽ lựa chọn chỗ view đẹp nữa. Rồi mình nấu rồi mình thưởng thức tại đây luôn. Xuống bờ sông đi. Chắc chắn là xuống bờ sông rồi. Bây giờ thì mà ông bà cô chú anh chị qua kênh Huy Tí Hon để xem chế biến. Còn bây giờ thì kênh của bé Hạt Tiêu đến đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Ông bà cô chú anh chị xem video của bé Hạt Tiêu cho bé Hạt Tiêu một đăng ký kênh, một like, một comment, một chia sẻ nha. Bye bye. Bé Hạt Tiêu nhanh chóng đạt được nút bạc. Còn bây giờ thì chúc ông bà cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Bye bye, bye, bye mọi người chú nha.